mà. Ừ, anh đang ngồi bên trong rồi. Cái chỗ cũ mà mình hay ngồi ấy. Ngồi đây. Anh hẹn tôi đến đây làm gì? Tôi với anh còn gì để nói với nhau ở đâu? Sao lại không còn gì? Còn nhiều chứ. Em không nhớ những cái clip nóng bỏng giữa hai chúng ta à? Chả phải anh đã hứa tôi đưa tiền anh sẽ trả lại hết cho tôi cơ mà. Đấy là thỏa thuận của một clip. Anh còn nhiều lắm. Anh... ai mà ngờ được ấy. Bên trong lớp quần áo này là một thân hình nóng bỏng. Đúng ạ. Mày dám à? À mà thôi, tôi không đánh cô. Cô còn phải khỏe mạnh, xinh đẹp để kiếm tiền mà trả cho tôi đấy chứ. Anh đúng là đồ cạn tàu ráo máng. Dù sao thì tôi cũng đã cung phụng anh suốt bao nhiêu năm qua. Tôi cho cô tình đấy còn gì. Tôi cho cô 3 gấp 10 lần số tiền này. Đấy là tôi còn để tình của chúng ta bên nhau 2 năm. Nhưng mà tôi đã cống cho anh cả 100 triệu rồi. Tôi thật sự kiệt tiền lắm rồi. Tôi không quan tâm là cô có gì hay là không. Tôi chỉ quan tâm là tôi phải đủ tiền. Nếu không, bố mẹ cô sẽ biết là con gái của mình ngủ với thằng khác như thế nào. Anh... chào cô. Linh! Linh! Hôm nay lại đi cà phê sáng à? Ngồi vào đây. À, chị đi đâu thế ạ? Mà anh Minh đâu xong đi với chị? À, hôm nay chị thích đi một mình. Chị cũng vừa mới đến thôi. Mà mày làm sao đấy? Có chuyện gì à? À, em không sao. Chẳng là đứa bạn nó mượn tiền không trả thôi mà. Mượn tiền đó. Thế mày có thấy thiếu tiền thì qua thì chị ứng cho, không phải ngại đâu. Không cần đâu chị ạ, em ổn mà. Chị thấy mày cứ làm sao ấy. Thế công việc chị giao cho mày như thế nào rồi? Chị yên tâm đi, tiền là em làm được mà. Mà thôi, đến giờ em phải đi có việc, chị ở đây nhá, em đi trước. Bye. Alo Minh à? Chị thấy dạo này có Linh nó cứ làm sao ấy. Hình như không ổn đâu. Mày để ý nó nhá. Hay là nó vẫn còn sốc khi cái chuyện chia tay ấy nhỉ? Ừ, để ý nó nhá. Ok. Đồ khốn nạn. Ai đây? Anh đây. Anh đến đây làm gì? Ơi, anh nhớ em quá nên anh đến đây. Em đã xem trailer chưa? Anh đúng là đồ bị ổi. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút là cút thế nào? Chưa có tiền sao cút được? Em cứ đưa tiền đây, thằng này tự khắc cút. Nhưng mà tôi thật sự không xoay được nữa rồi. Không xoay được nữa à? Này, tưởng em là em của chị Bi. Tiền nhiều như núi. Thì bọn tôi cũng phải lao động mới có tiền, chứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu. À, em muốn lao động à? Này, anh có cái việc này nhá. Việc nhẹ lương cao. Em chỉ cần làm đôi 3 năm thôi. Em dư tiền để giả anh. Mà đôi khi ấy, anh lại còn nợ lại em chết. Anh muốn tôi làm gì? Rất là ngoài thân hình nó là cũng gọi là có tí nhan sắc này ấy. Này, anh có vài khách sộp ấy, sẵn sàng trả vài nghìn đô cho một đêm đấy. Không ngờ là tôi lại từng yêu một thằng khốn nạn như anh đấy. Đau. Nhưng mà sướng. Anh đang tử tế giới thiệu việc làm cho em đấy. Anh nghĩ tôi rẻ tiền với anh chắc. À không, anh lại nghĩ em đắt giá thì khách chắc được. Không bao giờ. Ừ, thôi, đừng giả thanh cao nữa em. Còn gì nữa đâu mà giữ. Nhưng mà anh vẫn còn một cách nữa. Em về em moi tiền con Bi rồi đưa cho anh. Anh thấy nó thương em phết. Chị Bi đối xử với tôi như chị em tốt. Tôi sẽ không bao giờ lấy tiền của chị đâu. Thì em làm khéo thì làm sao mà nó biết được. Nhưng tôi không phải là một đứa ăn cắp. Không ăn cắp thì chắc mượn được chắc. Hả? À, anh có cách này đơn giản hơn. Em vào máy tính của nó, lấy danh sách khách hàng rồi chụp gửi cho anh. Anh nể tình cũ mà rồi sẽ xóa toàn bộ clip. Anh muốn tôi phản bội chị Bi á? Dù có chết cũng không bao giờ tôi phản bội anh em của mình. Nói thế này cho vuông nhá. Từ nãy đến giờ tao hết kiên nhẫn rồi đấy. Tao cho mày từ bây giờ cho đến chiều nay, mày phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng hoặc toàn bộ clip của mày sẽ được tung lên mạng kèm số điện thoại. Anh yêu, em còn 4 tiếng rồi đấy. Minh, đây là toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng của mình đấy. Họ không chỉ có nhu cầu về vận chuyển mà còn tìm số lượng lớn vệ sĩ đấy. Đây đúng là nguồn thu lớn của chị em mình trong năm tiếp đấy. Em cũng thấy khách hàng này là tiềm năng, cho nên là phải nắm bắt cơ hội chị ạ. Vào đi. Xin chào anh chị. Sao đến muộn thế Linh? Xe bị hỏng dọc đường chị ạ. Minh, xem có chỗ nào thì giới thiệu cho nó đi sửa xe đi. Ừ, không có đưa xe luôn anh đi sửa cho. À thôi không sao đâu, anh chị cứ kệ em. Lọc cho chị toàn bộ danh sách khách hàng ra, phân chia quận huyện rõ ràng vào nhá. Chị với cả Minh ra ngoài có tí việc. Này, không nghe thấy chị nói gì à? Linh! Chị bảo gì em ạ? Chị bảo là lọc danh sách khách hàng cho chị. Mọi thứ chị để ở trong này rồi. Làm đi nhá. Rồi chị để em ạ. Em tập trung vào công việc một chút đi. Sai một ly là đi một dặm đấy. Để ý vào nhá. Dạ em hiểu rồi ạ. Em vào máy tính của nó, lấy danh sách khách hàng rồi chụp gửi cho anh. Anh nể tình cũ mà rồi sẽ xóa toàn bộ clip. Chị này, em vẫn chưa hiểu tại sao chị lại giao bản kế hoạch hợp đồng cho con Linh. Dạo này em thấy nó hơi giảm. Cái chú này, anh em làm ăn với nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Đây là em muốn lo cho chị thôi. Thực sự là lòng dạ con người khó đoán lắm. Thấy dấu hiệu khả nghi thì em mới nói như vậy. Cũng đúng. Dạo gần đây ấy, chị thấy đầu óc con Linh cứ như kiểu trên mây ấy. À, thôi, chú không cần phải đi theo chị nữa đâu. Đi điều tra xem con Linh nó làm sao nhá. Mày muốn cái gì ở tao? Ngồi xuống. Tao bảo mày ngồi xuống. Tao muốn cái gì thì tao cũng đã nói với mày rồi. Nhưng mà mày không chịu nghe. Mày muốn tao phản bội chị Bi á? Không đời nào. Cái loại chó như mày ấy thì làm sao hiểu thế nào là tình chị em. Có mỗi việc chụp lại bản danh sách khách hàng mà cũng vô lắm. Tiền thì mày không chịu được. Thà mày giết tao đi còn hơn, chứ không bao giờ tao phản bội chị em tao đâu. Thế thì hôm nay nhá, Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Ít nhất bán mày vào nhà chứa còn đỡ được mấy chục triệu. À, này, mày dám cắn tao à? Hả? Mày chán sống rồi đúng không? Chị ơi, cứu em. Cái chị ở đây rồi. Em yên tâm đi, không có gì quá mắt ở chị Bi cả. Trong tuần vừa rồi, chị Bi đã cho anh điều tra, biết em bị uy hiếp như này. Việc chị Bi giao hồ sơ cho em làm là cũng để thử lòng trung thành của em thôi. Em có chết cũng không bao giờ bán đứng chị Bi đâu. Còn mày nữa, định ăn cắp danh sách khách hàng của công ty tao á? Còn định chia rẽ chị em tao à? Cái lại Sở Khanh như mày ấy chỉ đáng cho chó gặm thôi. Chó gì? Gần đây có cái sở thú gì ạ? Cho thằng này vào để cho hổ nó làm thịt. Chị ơi, em xin lỗi ạ. Em chót dại chị. Còn không mau đưa những clip ra đây. Dạ đây ạ. Tất cả ở trong này ạ. Em không có bản sao đâu. Mà chị lấy clip xong cho em xin lại cái điện thoại. Cầm mồm. Điện thoại này tao tịch thu. Anh. Từ bây giờ ấy, tao tuyên bố với mày, từ bây giờ bất kỳ việc gì liên quan đến con Linh, hoặc clip của nó bị phát tán, hoặc là tao nhìn thấy mặt mày xuất hiện ở đây nữa ấy, thì mày sẽ không được vào sở thú nữa đâu, mà sẽ phải đi tàu 6 tấm đấy, mày biết chưa không? À, em đi về ạ. Dừng lại. Mày còn lấy của em tao hơn 100 triệu. Mang thẻ đấy không? Em có lấy đâu hả? Mày có lấy không? Không ạ. Có không Linh? Đưa cái ví đây. Đưa cái thẻ đây. Đây ạ. Tiền em để ở trong thẻ ạ. Mật khẩu là gì? Mà thôi, mày đi theo tao. Đi! À, chị ơi, em cảm ơn chị. Không có gì đâu. Mà chị bảo này, những cái lời nói ngon ngọt của đàn ông ấy thì đừng có mà vội tin vào. Đến cái lúc mà nó quay lại cắn mình lúc nào không biết đâu. Em biết rồi. Mà lần sau mà có chuyện gì thì phải nói ngay cho chị nhá. Vì là chuyện của bọn mày cũng là chuyện của chị mà. Nhá. Đi thôi. Nhóm mình là nhóm Nàng Dâu Online. Và đây là thành viên nhóm mình. Có Mr. Minh Dâu. Và đây là Miss Khánh Linh. Mình là Chị Đại. Còn mình Coca. Mọi người nhớ like và subscribe kênh Nàng Dâu Online để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của chúng mình nhá. Và đừng quên để lại bình luận nếu các bạn thích. Nếu các bạn thích. Chật. Bye bye, tạm biệt mọi người.